Nhà đất Anh Hùng trên kênh YouTube Bán Nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng trên hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage và website nhadatanhhung.com. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em đến tham quan một căn góc hai mặt tiền nằm trên trục đường Lê Đức Thọ thuộc quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn góc hai mặt tiền có diện tích ngang 4, độ sâu vào 13m, thiết kế một trệt, một lửng, 3 lầu. Nhà thiết kế có gara, xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Con đường trước nhà là con đường xe hơi tới 5-6m đường thông. Khu nhà lầu đồng bộ an ninh, toàn nhà lầu thôi. Đường này thì quý vị ở mướn phòng công ty cho thuê đều được. Và căn nhà chúng ta thì nằm trong con hẻm một xẹt nhé. Phố bên trong thì toàn nhà lầu và xe hơi nha quý vị. Khu này thì rất là đẹp và an ninh này. Nhà mình nhà góc hai mặt tiền nên sẽ có rất là nhiều cửa sổ, cũng như là cửa ra bên hông và ra mặt tiền chính. Căn nhà này hôm nay thì có hướng chính là hướng Tây Bắc, phù hợp cho quý vị của chúng ta thuộc mệnh phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và giá bán chủ nhà đang chào bán chỉ hơn 6T thôi nha quý vị, rất rẻ luôn. Quý vị nào đang tìm nhà phố góc hai mặt tiền, đường xe hơi một xẹt, thuận tiện ở mướn phòng công ty cho thuê thì hãy đến với căn nhà này nha mọi người. Và chúng ta sẽ cùng em Y Hùng lại mặt tiền mặt chính để vào bên trong tham quan thực tế căn nhà này. Căn nhà chúng ta thì xây mới 100% sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ giấy tờ pháp lý rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Và quý vị sẽ cùng em vào bên trong này. Nhà sẽ có hai lớp cửa, một lớp cửa cuốn và một lớp cửa nhôm. Dưới tầng trệt là gara đổ xe hơi, quý vị đổ bừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ này. Nhà có lửng nên không gian khá là thoáng và sáng. Hai bên tường thì có sơn màu trắng và có đèn led, đèn chiếu sáng bên trên. Khu vực sau gara xe hơi thì sẽ có không gian cầu thang với tay vịn, gỗ sồi, lan can làm bằng sắt và mặt đá hoa cương màu đen trắng. Kết hợp với không gian bếp phía sau thì có hai cửa sổ ra khu vực mặt tiền bên hông. Phòng bếp thì được ốp gạch lên cao phun tường. Bếp thì có tủ bếp trên dưới, khu vực để bếp âm, bồn rửa chén bát, chắc kệ đến bát. Và dưới cầu thang sẽ có không gian phòng vệ sinh tầng trệt. Giá bán chủ nhà đang chào bán là 6 tỷ 900 triệu đồng còn thương lượng, tặng kèm full nội thất bên trong khi mua. Quý anh chị cô bác quan tâm căn này thì alo ngay về cho bên em theo số hotline 0918 178 647 nhé. Theo cầu thang thì chúng ta sẽ cùng em Hùng di chuyển lên trên tham quan không gian phòng khách trên tầng lửng nha quý anh chị. Phòng khách trên lửng thì chúng ta sẽ có hai cửa sổ ra khu vực mặt tiền bên hông, cửa lùa nhá. Một bộ sofa rộng kết hợp với tủ kệ tivi, tủ kệ để đồ, phía trên nền ốp gạch 60. Không gian phòng khách trên đây thì có khu vực gắn máy lạnh này và có trang bị sofa kết hợp với tủ kệ để đồ và có hai cửa sổ ra khu vực mặt tiền hẻm hông nên vô cùng thoáng. Hẻm hông thì chúng ta sẽ có hẻm hướng đông nhá. Và lên trên sẽ là không gian kiến trúc thiết kế của các phòng ngủ nha mọi người. Ta sẽ cùng em Hùng lên tham quan kiến trúc thiết kế của các phòng ngủ. Ngang 4, độ sâu vào 13m, xây phun đất, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, mới 100%, pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Phòng ngủ thì quý vị sẽ có giường ngủ 2m, chăn ga gối đệm, bàn trang điểm, tủ áo, đóng phun trần, khu vực gắn máy lạnh, bên trên có trần thạch cao phẳng với đèn led chiếu sáng và tường được sơn màu trắng, dưới nền thì ốp gạch 60. Phòng ngủ phía sau này thì có cửa sổ ra khu vực mặt tiền hẻm hông và có màn rèm bên trong. Ngoài hành lang cầu thang thì cũng có cửa sổ này. Và hai phòng ngủ sử dụng chung một phòng vệ sinh. Nhà mình thì có tổng cộng là 3 phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh thì với bồn cầu, lavabo rửa mặt, quạt hút mùi, vòi tắm hoa sen và gương soi đèn led. Qua đây là không gian của phòng ngủ số 2 này. Phòng ngủ phía trước này. Phòng ngủ này thì chúng ta cũng có giường ngủ, tủ áo, khu vực gắn máy lạnh, tủ kệ tivi, bàn trang điểm, bàn làm việc, sàn ốp gạch, bên ngoài có ban công 1m2, có lan can cao và cây xanh. Căn nhà nằm trên trục hẻm một trục một xẹt có trục đường Lê Đức Thọ thuộc phường 13, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Rất là thuận tiện cho cô chú anh chị chúng ta vừa ở vừa mượn phòng công ty kinh doanh bán làm showroom spa. Nhà sát bên bờ kè Tham Lương và chủ nhà đang rao bán với mức giá vô cùng tốt cho một căn góc hai mặt tiền đẹp, đường xe hơi to, xe hơi đậu trước nhà, đậu bên hông và đậu trong nhà đều được. Và giá bán đang chào ra là 6 tỷ 900 triệu đồng còn thương lượng. Ở đây thì quý vị sẽ có không gian phòng ngủ số 2, số 3 này. Phòng này thì chưa có nội thất nha quý vị. Và qua bên đây sẽ là không gian của phòng số 4. Hai phòng giống nhau và chưa được trang bị nội thất. Một không gian phòng vệ sinh của phòng số 3 và số 4 này. Trên cùng sẽ là không gian của phòng giặt, phòng thờ và sân phơi nha. Một căn nhà này có tới 6 phòng luôn nha quý vị. Nhà này 6 phòng ngủ. Chúng ta đang tiến lên không gian phòng số 5 và số 6 này. Một căn nhà có tới 6 phòng luôn nha mọi người. Rất là nhiều phòng, một trệt, một lửng và 3 tầng lầu. Kết hợp với sân thượng trước sau. Không gian phòng số 5 này.
quá trời phòng luôn. Mình cứ tưởng là có 4 phòng nhưng thật ra nó có tới 6 phòng nha quý vị. Nhà này thì quý vị ở này, mở một phòng công ty, làm showroom spa cho thuê căn hộ cũng được, vì nó có tới 6 phòng. Mỗi phòng chúng ta cho thuê tầm 4 triệu thôi, thì tháng ta cũng được 24 triệu rồi. Mấy phòng này quý vị vô nội thất hết thì cho thuê có khả năng được khoảng tầm 5 triệu một phòng nha quý vị. Vì nó rất là thoáng, có nhiều cửa sổ và cửa ra bên hông. Căn nhà này thì quý vị có thể ở mướn phòng công ty, làm căn hộ dịch vụ đều được. Phòng này thì cũng có vệ sinh bên ngoài này. Nhà mình có 4 phòng vệ sinh, 6 phòng ngủ. Và bên trên cùng sẽ là không gian của phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Sân thượng sau thì quý vị sẽ có không gian để máy giặt này, phơi đồ giặt đồ này. Đây, một trệt một lửng 3 lầu và sân thượng nha, 6 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh. Hướng chính Tây Bắc, nằm trên trục đường một trục một sẹt của trục đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Giá bán là 6 tỷ 900 triệu đồng còn thương lượng. Đây là không gian sân thượng trước. Quý vị có bác quan tâm căn này thì alo ngay về cho em Hùng theo số hotline 0918178647. Căn nhà nằm sát bên bờ kè Tham Lương nha quý vị. Một căn góc hai mặt tiền, có 6 phòng ngủ và giá bán tương đối hợp lý. Quý vị có bác quan tâm đến căn nhà có nhiều phòng ngủ 6-7 phòng thì đến với căn nhà này. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.